Hey, xin mến chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Rise Cup. Sau lần của chúng ta đang là một con Custom 90 đời 97 cực đẹp. Đây, mình sẽ review cho trực tiếp cho các bạn coi nha. Hãy lưu ý đây là video 3 phút dành cho mình post trên YouTube, những anh post trên Zalo. Những anh em nào có nhu cầu coi cụ thể chúng ta coi trên YouTube nha. Đường link mình để phía bên dưới nha các bạn. Đây, chúng ta nghe thử con máy trước nè. Đó, thấy chưa? Đây, đó, rồi nghe tiếng máy nè, cực kỳ êm nha, cực kỳ êm. Đó, đây, mặt bàn thờ siêu đẹp nè, đó, mặt bàn thờ siêu đẹp nha, mặt nạ nè, siêu đẹp nè. Trong giới hạn 3 phút nên mình quay hơi nhanh một chút, các bạn sẽ coi kỹ video trên cái đường link phía dưới ở trên YouTube nha các bạn. Cực đẹp nè, phuộc nè, cực đẹp nè, má đầm nè, cực đẹp nè. Xe Custom 90 đời 97 nha, giấy tờ đầy đủ nha. Đây, rút góc sang tay được nha các bạn. Đây, cầm 7 màu nè, vặn khè nè. Đó, nói 7 màu là 7 màu nè. Cái đèn nè, sáng o luôn nè. Ở đây mình có bán lẻ luôn, anh em nào có mua câm riêng hoặc đùm riêng hoặc niền riêng các bạn liên hệ trực tiếp với mình nha. Bình xăng con 7 màu nè, đó các bạn thấy màu vàng chưa? Đầu móc nè nguyên zin cực đẹp chưa rớt. Cục máy nè, xuất sắc chưa? Đây cặp cốp nè, lắng o luôn nè. Đó. Lắng o chưa? Con ốc nè, 7 màu nè. Đấy, nói 7 màu tới đâu là 7 màu tới đó nha. Chứ không phải xào xạo cái miệng nó 7 màu mà không thấy 7 màu đâu nha. 7 sắc cầu vòng nè, đó. Cặp gấp nè, siêu đẹp lắng o, không có một vết xước nè. Cặp tay đẹp nè, không một vết xước nè. Đó, gắt chân nè, cực đẹp nè. Những anh em nào có nhu cầu mua lẻ bộ phận nào các bạn liên hệ trực tiếp với mình, bên mình có rã lẻ nha, có thể bán nguyên con hoặc rã lẻ nha. Đây, cái ba gà đẹp nè, đó, chưa bị xét luôn. Cái yên da zin mốt zin đẹp zin cực em nha. Bình xăng to cực đẹp luôn nè. Đó, bình xăng to cực đẹp nha. Đây, cái hộp đầu đẹp ở dưới cái bàn thờ nè. Đó, okay, chúng ta coi mặt kia. Đây, chúng ta lại coi mặt bên đây. Trong giới hạn Zalo nó cho rất là ít cho nên mình tranh thủ quay nhanh nha các bạn. Các bạn coi chi tiết bên Zalo, bên YouTube giúp mình nha. Đây, má đùm cực kỳ đẹp, sáng bóng luôn. Đó, phụ này lắng o luôn nha, lắng o luôn nè. Đó, 7 màu nè. Đấy, bên xăng 7 màu sạch sẽ chưa. Lắp nồi nè. Đấy, cặp cốp nè, cực đẹp, không có vết xước nha. Đấy, siêu đẹp. Lắng o nè, lắng o nè, đùm lắng o nè. Cái bô lắng o nè, đó, gấp nè, lắng o nè, 7 màu, cái sắc cầu vồng nè, đó, cốt nè. Anh em nào có nhu cầu mua lẻ nguyên cặp bánh, hoặc là cắm, hoặc niên, hoặc bô, hoặc là gấp, hoặc là bộ màu sườn, hoặc là cái màu xanh này, nguyên màu xanh, các bạn liên hệ trực tiếp với mình nha. Đây, siêu đẹp, bán nguyên con hoặc rã lẻ. Anh em có nhu cầu món nào mình bán cái đó nha, nguyên con hoặc rã lẻ nha các bạn. Đây. À, xe giấy tờ đầy đủ, hải quan chính ngạch, trung cấp sang tay, một nốt nhạc nha. Rồi, ok, cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn theo dõi, coi trực tiếp cái đoạn video, chi tiết con xe ở cái đoạn YouTube mà post đường link phía dưới nha.